感謝主恩典，這個聽了上帝的寶貴信息，在見到神的時候，當人家發人家神面前腳前的燈路向來講神法的力量。Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Jep hal hoi jen mo si ka chu oi che ki nyam chu oi thai oi ki ji mi sa sin liu xe bi liu si ka mi ka nhìn ki mai su si ka mi ka nhìn nè ke si mi ke chung si vay yi ng loi kua loi ka bèn chèo ya ke chèn kua ni thò lu si ka loi chong si chàng thai ka ban khoi sam kiu kiu e si ko. Kita akan membuka pujian kita, pujian nomor 399. Chang pan khoi sam kiu kiu si ko. Nah, kita akan membuka pujian 399. Sekali chong ji 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 pai ti ni ti san pai. Dan kita akan menyanyikan pujian ayat 1, 2 dan 3. Xin kiến, xin dọc xin kiến, có liền to chèn số, khi xin dịch chó, nhí xịp xăm to, nhí xịp kiều chèn. Có liền to chèn số, xin dịch chó, nhí xịp xăm to, nhí xịp kiều chèn. Kita akan membuka kitab kita dari 1 Korintus, pasal yang ke-11, ayat yang ke 23 sampai 29. Langa xin chúc đại cái bà bù này, dẫn theo Zakaria chọn cho thủ được cái dĩ nghiệp của này chẳng thấy cả thằng ngài chú ấy phạm của này có liên to chèn số chí xịp dịch chọn nhí xịp xăm chẹt to nhí xịp kiều chẹt là nhóm kỳ chạy mà tông nhí chọn kiếp nhí môn tịch nhàn hế chung châu đường số tịch chú ấy chú giả số phì mai tên là dịch dạ nà hế bèng lòi chú xa điều chú phít khỏi sọt chế xí ngọt tịch xin chì bươi nhí môn xa tịch nhi môn yên tông đi chi hằng bị tít hơi kỳ nhà ngô quan heo dạy cháu dông nà hi bùi lòi sọt chè bùi hè dung nga cái hiệp sò li bè xin dọc nhi môn mê bùng hò lè xì heo oi dì chi hằng bị tít hơi kỳ nhà ngô nhi môn mê bùng chì chè bèng hò chè bùi hè biểu mình chú ấy xì chì tên tò thà lòi sò dì bù lùn hò nhìn bộ luôn on ở bộ on ở sẽ chủ tịch biển họ chủ tịch buổi chủ hè còn phạm chủ ở xin chủ ở hiện nhiều nhìn nhìn đồng chí kỳ sinh chặt dàn heo sĩ trẻ biển họ trẻ buổi chủ heo gì chết nhìn mấy nhìn chỉ họ do một phần phiên sẽ chủ ở xin thì
Dengarlah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Oh. Trong Chúa Giêsu thì sai được cái sĩ hông Chúa hiểu dịch bản hay sĩ hiểu sai lệ hông thì cả cái môn chú hiểu Chúa hiểu dịch phiền đều là cái môn chú cho chọn cái thiên cả na mà khi chú na thì cái biang rồi thì còn được cái biang hay dịch biang cái xin thi bị như thế sai như thế mi buồn sĩ chạy biang hay sĩ hiểu dính tông anh nhau hạ vì thế hay kỷ niệm ngô cho kỷ niệm Chúa Giêsu khi tôi ơi thì sĩ chạy sĩ sĩ cả hông xa xin liều xa dịch mi ơi sĩ cả thành cú sự cáo lại biết được cái biển tàu con mà trên trang giả cả nhà chọn thọ biết được cái biển cha con. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa dari juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Bapa di penghujung ibadah kami pada hari ini kami bisa datang menghadap meja perjamuan-Mu di mana melalui roti dan cawan yang akan kami makan dan minum. Kami bisa kembali lagi mengingat dan mengenang akan Tuhan Yesus. Terutama bagaimana Tuhan Yesus telah mati untuk kami semua, menembus segala dosa kami. Dan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kami. Kami bisa ingat dan kami bisa bersyukur atas semua itu. Dan kiranya Engkau yang tolong kami Bapa selalu memberitakan Injil Tuhan Yesus. Supaya darah dan tubuh yang kami peringati ini juga bisa menjadi peringatan untuk seluruh manusia. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami terima roti ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jika kamu sudah di awal, 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 tàu cò mẹ mẹ chỉ nhìn nó chui sẽ cá chui khi chui sa mẹ sẽ cá chui kiên cố sẽ cá mấy cái những sinh sinh mẹ bền phao chuyển mẹ này thọ lu cảm giác chứ sẽ cá chuyển cho cá mẹ xin để cảm cha chui thay ơi sẽ cá ơi rồi đang su để cái biển dí biểu chúa sinh chỉ biết sẽ cá khô suy nhưng sự cảm giác nhìn sự điều đẹp bằng nhau sự cảm xin xin kiến cả cái kiến cụ trung xin rồi kiến suy sự cả cái chủ sự cảm chuẩn chỗ cảm mình xin rồi chỉ chỉ đang su để cái bằng sa lim nha sa lim nha sa la ma mu li ya do sa ku di su chi ca o le ya ye su amen phan heo chu ya su ki na hi de kai pui loi thì chú cha đã dạy theo cái bốn cái môn thủ mi cái nhìn chú dịch bốn cái buổi
để cái bồi hong dù cái phụng xe phụ thọ chi với dí biểu giả số kê tôi bỏ kẹt liều xuất lời rồi xe chàng sẽ cảm thấy cái nhìn này chơi cò phẩm xe đeo đeo à số đeo xe là mấy cái chi xuống cho đeo số đeo cái bồi hong phụ thọ chi rồi dí biểu sẽ cả số đại chỗ chùa xe chàng sẽ cả là chúng cho cảm thấy đấy xím rồi cảm cha chùa anh chàng sẽ cả bây giờ bồi tổ cò mà tên chàng a chín chọn thó tại giang sẽ cả cha tổ Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang pada Engkau dan bersyukur. Di pagi hari ini kami diizinkan untuk dapat beribadah. Bahkan kami dapat untuk mengikuti perjamuan kudus yang mengingatkan kami semua bagaimana penderitaan Yesus oleh karena pelanggaran kami, oleh karena ketidaksetiaan kami. Yang bersyukur Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus dosa kami. Dan kami menyerahkan dan anggur ini sebagai lambang yaitu darah Yesus yang dicurahkan. Setiap kali kami minum kami diingatkan yaitu persiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mohon Tuhan berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur. Amin. Amin. Yang đầu đeo cuối đeo quân ra trái nhẵn biêu mình mẹ bây chỉ tỏ co chuẩn chỗ cầm hết xin rồi đang su được cái bụi à sẽ cả cầm trái chú kính thì am sẽ cả những kêu kỳ hàng để cái xin tròn và giờ cả là cái nhắm chùa thấy ở sẽ cả chuẩn chỗ cầm hết xin rồi cầm trái chú sẽ cả rồi đang su được cái bụi Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih, amin. Sekarang di pendang pui. Sự cao tiếp theo là chóng công thổi sự cổ thí dịch siêu thí dịch phải cả thí dịch sẵn phải ấy. Vô chân xa biệt quê nhé Vô chân đã liêu trông Dìu nhé chóng xe vô sơ Trên dân chăm cho sẽ có liang su dù xin kiến thì men sau trên hì chủ cụ tất nhiên ngô chủ giáo sư kỳ tu ảnh phi thiền phú sống tí cái chỉ ơi xin lý cảm thông dì cao thùng dòng sọc dì trung trí chuẩn mùng trung trai chung kim sĩ dì chỉ to dùn dùn dần dần Amen, Amen xuống Amen Chẳng cho mẹ to sáng phí nhân sống tí chú cụ thái cả chú hiểu sĩ cá rồi trong dịch siêu
这个是个研究师傅。Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungilah dinarimu, memberi kasih karunia Tuhan menyinarimu dengan wajahnya.Mereka singkatnya karunia damai sejahtera di itu.